Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 584, Quỷ Cô Động, can Đảm Động. Lý Thủy Đạo giết qua một vòng, toàn bộ nhóm phi tần đều ngã xuống trong vũng máu, thi hài rải rác khắp nơi. Hỗn thế ma vương phẫn nộ gào thét, miệt mài đuổi theo nhưng lại bó tay không biện pháp. Lý Thủy Đạo liên tục thi triển thực huyết đao luân, thực cốt kiếm chỉ, thực hồn trưởng ấn, không ngừng lưu lại dấu đao, dấu tay cùng với trưởng ấn hung hãn trên người hỗn thế ma vương nhưng đòn trọng quyền mà hỗn thế ma vương vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đánh lên người hắn lại như đánh vào cao su rất khó gây thương tổn cho lý thủy đạo lý thủy đạo liên tục sử dụng ba chiêu này nhưng hỗn thế ma vương lại bị cảm xúc phẫn nộ cuốn lấy hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở dù đã phát hiện ra dường như gã cũng không nghĩ tới chuyện nhằm vào chỗ sơ hở ấy mà công kích chỉ thuần túy muốn chiến đấu với lý thủy đạo giống như đang phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng ra ngoài cũng đúng thôi bởi vì lúc này hỗn thế ma vương đã hoàn toàn bị huyết độc chi phối tim đập thình thịch máu chảy da tốc trực tiếp đánh mất lý trí của mình rồi thực hồn trưởng ấn lý thủy đạo vừa đánh một chưởng nặng nề vào đầu hỗn thế ma vương một chưởng này lọc thật sâu vào trong xương tráng của gã hai tròng mắt của gã trực tiếp bị một chưởng này đánh bay dưới lực lượng mạnh mẽ gia trì, ngay cả uy lực của thực hồn trưởng ấn cũng có vẻ cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc thanh lân giáp trên người hỗn thế ma vương cũng bị phá, máu tươi rải đầy sa địa. Tới cuối cùng, Lý Thủy Đạo trực tiếp dùng thủ đao chém cái đầu kia xuống, lại dứt khoát sách cái đầu của hỗn thế ma vương trong tay lên. Quỷ cô động là một cái hang động âm u, tràn ngập khí tức ẩm ướt. Lý Thủy Đạo khi một cây thạch nhũ có dạng cây lao, đi vào nơi này, cái đầu còn giữ nguyên biểu cảm sợ hãi vô cùng, phẫn nộ khó tin của hỗn thế ma vương bị hắn cắm trên đầu mũi lao. Không cần biết ở nơi nào, thực lực cũng là tấm giấy thông hành duy nhất để bản thân tùy tiện đi dạo khắp nơi, mà cái đầu của hỗn thế ma vương đã đủ để chứng minh cho thực lực của Lý Thủy Đạo rồi. Tại hạ là Lý Thủy Đạo, đến đây bái kiến các hầu nhân, hy vọng có thể kết giao bằng hữu. Giọng nói của Lý Thủy Đạo quanh quẩn trong huyệt động, thái độ của hắn đủ sự cung kính nhưng cũng không kém phần kiên định, chỉ thấy một bóng dáng thon dài từ trong bóng tối đi ra người này mặc áo tù trong tay cầm hai thanh chuỗi thủ màu đen kịch hai thanh thủy thủ ấy được mài từ hắc diệu thạch dưới lòng đất tuy sắc bén dị thường nhưng đương nhiên vẫn không phải là pháp khí người muốn làm gì giọng nói của các hầu nhân vừa trầm thấp vừa lạnh lùng chỉ muốn kết giao bằng hữu tham khảo xem nên làm thế nào để rời khỏi nơi này lý thủy đạo nói Ừ. Rời đi Vốn không thể rời đi Chúng ta đều bị chung sống rồi Chỉ có thể ở lại chỗ này chờ đến khi thọ nguyên hao hết mà thôi Bằng hữu chẳng có gì tốt mà kết giao cả Các hầu nhân lắc đầu nói Trong giọng nói của gã để lộ ra một ti bất đắc dĩ và tuyệt vọng Vậy xin cho phép ta mượn đường đi tới hang động đá vôi của Nghĩa Vương Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói Các hầu nhân đưa mắt nhìn cái đầu lâu bị cắm trên cây lao bằng thạch nhũ của hắn một cái sau đó nhẹ nhàng lui trở về trong bóng tối nói xin cứ tự nhiên đa tạ lý thủy đạo mang theo cái đầu của hỗn thế ma vương đi xuyên qua quỷ cô động tiến đến mục tiêu kế tiếp đi vào can đảm động lý thủy đạo nhìn thấy mười mấy tu sĩ ở trong này trên tay bọn họ đang cầm những món đồ đá sắc bén tất cả chúng đều được chế tác từ hắc diệu thạch ta không đến để chiến đấu ta là tù nhân mới tới lý thủy đạo muốn kết giao bằng hữu với nghĩa vương Lý Thủy Đạo mỉm cười nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra một chút thân mật. Ta chính là hứa kiếm hùng, các ngươi hãy buông đao xuống. Một nam tử oai hùng vẫy vẫy tay, mười mấy huynh đệ xung quanh đều buông trường đao bằng hắc diệu thạch trong tay xuống. Can đảm động của chúng ta vốn không có tài nguyên gì, chỉ sợ không chiêu đãi được bằng hữu. Hứa kiếm hùng mở miệng thăm dò một câu. Lý Thủy Đạo cười nói, hứa đạo hữu hiểu lầm rồi, ta đến đây không phải để đánh cướp, chỉ muốn cùng hứa đạo hữu nghiên cứu thảo luận một chút, nên làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Các huynh đệ của can đảm động nghe xong câu này, đều cười phá lên, trong tiếng cười của bọn họ còn mang theo một tia tự dễu và bất đắc dĩ. Lý đạo hữu muốn rời khỏi nơi này ư? Rất đơn giản, ngươi xuống cổ họng đánh giết vị tam giai tu sĩ trấn thủ ở đó, là chúng ta có thể đi ra ngoài. Hứa kiếm hùng dễu cực nói. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? lý thủy đạo tò mò hỏi không có hứa kiếm hùng lắc đầu nói trong giọng nói của người này cũng mang theo một tia bất đắc dĩ và tuyệt vọng hệt như đám huynh đệ của gã nơi này có nước ngầm không có sông ngầm dưới lòng đất không địa hình ở đây không thể đào thông đạo sao lý thủy đạo liên tục truy vấn nghe một loạt những câu hỏi của hắn đột nhiên hứa kiếm hùng lại rơi vào trầm mặc trong ánh mắt toát ra một tia mê man Lý Thủy Đạo lưu ý đến vết chai trên tay bọn họ, khẽ mỉm cười nói, xem ra các ngươi đang cố gắng đào móc nha. Hứa kiếm hùng gật gật đầu, cũng khẳng khái thừa nhận, đúng vậy, chúng ta đang cố gắng đào bới, nhưng đào ra thông đạo thì có thể làm được gì chứ? Bên ngoài là vạn độc thâm nguyên, lối ra của thâm nguyên này cũng nằm trong tay ngũ độc môn. Hơn nữa, với sức người, quá trình đào móc quá mức gian nan, hiện giờ các huynh đệ đã mất đi tin tưởng rồi. Lý Thủy Đạo vỗ nhẹ bờ vai gã, vẻ mặt thành khẩn nói, có thể dẫn ta đi xem đoạn đường hầm các ngươi đang đào móc hay không, hứa kiếm hùng do dự một chút, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lý Thủy Đạo, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, được rồi, đi theo ta. Rất nhanh, Lý Thủy Đạo đã nhìn thấy khu mỏ quặng hắc diệu thạch. Phải biết rằng, quặng hắc diệu thạch vốn thuộc về nhị giai linh tài, tính chất cực kỳ cứng cỏi. Ách, hay là các ngươi đi tìm một chỗ khác đào đi. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Theo ngươi thì nên đào ở đâu? Hứa kiếm hùng lộ vẻ mặt mờ mịt hỏi. Lý Thủy Đạo trầm mặt hồi lâu mới nói, thứ này phải dùng đến kham dư thuật. Chẳng lẽ đạo hữu ngươi am hiểu thuật này? Hứa kiếm hùng quá đổi vui mừng, lập tức hỏi lại. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Tuy hắn có biết một chút trận pháp kham dư thuật, nhưng chẳng quá tinh thông, huống chi trong tay hắn không có la bàn phong thủy, dù muốn cũng không thể tìm được một con đường chính xác để khai quật. Ta và Lý Đạo Hữu mới quen đã thân, đáng tiếc thân ở trong lao ngục, trên người chẳng có vật gì quý giá. Đành tặng thanh kiếm này cho Đạo Hữu vậy. Hứa kiếm hùng vương tay, đưa cho Lý Thủy Đạo một thanh kiếm. Thanh kiếm này được đục đẽo từ một khối hắc diệu thạch hoàn chỉnh, bên trên tản ra quang mang màu đen thâm thúy. Tuy thanh hắc diệu thạch kiếm này không phải pháp khí nhưng lưỡi kiếm lại sắc bén dị thường. Lý Thủy Đạo tiếp nhận thanh kiếm, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm sắc bén, mỉm cười nói, trên người Lý Mổ cũng không có vật gì khác, đành đưa cái đầu lâu của hỗn thế ma vương cho huynh để làm kỷ niệm vậy. Hai người tặng quà cho nhau, rồi cứ như vậy mà chia tay, Lý Thủy Đạo cầm theo trường kiếm hắc diệu thạch đi tới hang động đá vôi cuối cùng. U tịch động Trong hang động đá vôi này có thể sản xuất ra lượng lớn u tịch thảo, nhưng chẳng có ai đến ngắt lấy. Một nam nhân trung niên mặc áo tù đang ngồi một mình ở chính giữa hang động. Trên mặt ông ta mang theo tang thương, đôi mắt chết lặng vô thần, tóc tai lộn xộn, ống tay áo dính đầy bùn đất và bụi bặm. Hẳn là người này đã ở lại nơi đây rất lâu rồi. Lý Thủy Đạo chủ động đi về phía trước, cung kính ôm quyền hành lễ, tại hạ Lý Thủy Đạo bái kiến Vân Đạo hữu. Đôi mắt Vân Vô song khẽ nhúc nhích, sau đó lại quay về với tĩnh lặng dường như người này không có chút hứng thú nào đối với sự xuất hiện của Lý Thủy Đạo. Bản thân đã trải qua nỗi bi ai còn hơn cả cái chết, dường như đối phương đã lạnh nhạt với tất cả mọi thứ bên ngoài rồi. Lý Thủy Đạo đang cầm hắc diệu thạch kiếm trong tay, lại đột nhiên thi triển một chiêu băng phách hàng lăng phong tuyết, rồi đến một chiêu phi tuyết loạn vũ chỉ trong nháy mắt, gió tuyết đang xen, cùng phong loạn vũ đã phủ kín xung quanh ở thời điểm Lý Thủy Đạo thu kiếm, vân vô song vốn đang chết lặng bên kia, lại kích động đứng lên, trong mắt lóe ra quang mang mừng rỡ. Ông ta hưng phấn hỏi: "Ngươi cũng là tu sĩ của Vân Mãn kiếm phái ta sao?" Lý Thủy Đạo lắc đầu đáp: "Ta chỉ trùng hợp học được công pháp của Vân Mãn kiếm phái, chứ không phải là tu sĩ của Vân Mãn kiếm phái." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một chút chân thành. Vân Vô xong nghe Lý Thủy Đạo trả lời, trong lòng thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ thái độ thân mật. Ông ta mỉm cười nói: "Thì ra là thế, nếu ngươi không phải tu sĩ Vân Mãn kiếm phái, thì làm sao ngươi học được công pháp của bổn môn?" Lý Thủy Đạo tha nhẹ một tiếng, trực tiếp bị đặt một câu chuyện, mọi chuyện bắt nguồn từ một lần ngoài ý muốn khi ta gặp được một vị tiền bối của Vân Mãn kiếm phái. Ngài là một vị lão giả mặt mũi hiền lành. Ngài thấy ta có hứng thú nồng đậm với kiếm pháp, đã quyết định truyền thụ công pháp của Vân Mãn kiếm phái cho ta. Dù câu chuyện này có trăm ngàn chỗ hở, nhưng Vân Vô song lại không truy cứu sâu hơn, chỉ tiếp tục tò mò hỏi, "Vậy vì sao ngươi lại bị ngũ độc môn bắt đến nhốt ở nơi này?" Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, trên mặt đầy bất đắc dĩ, nói: "Chấp pháp Đường Ngũ Độc môn hoài nghi ta có liên quan đến cái chết của một tên tu sĩ có tiền đồ của Ma gia, thế là ta bị nhốt vào đây." Vân Vô Song kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ Ma gia này là đệ nhất thế gia của Ngũ Độc môn?" Lý Thủy Đạo trả lời: "Không tính là vậy, chỉ có thể coi là nhất lưu thế gia thôi." Chỉ vì nghi ngờ mà nhốt ngươi vào đây. Vân Vô Song lộ vẻ đồng tình hỏi: "Nếu bọn họ có chứng cứ xác thực, ta đã bị giết từ lâu rồi." Vân Vô Song mở miệng an ủi, nói vậy tức là ngươi vẫn còn cơ hội ra ngoài, bất kể thế nào, ta cũng phải đi ra ngoài. Nếu bọn họ không thả ta ra ngoài, ta cũng nghĩ biện pháp để đi ra ngoài. Lý Thủy Đạo nói với vẻ mặt kiên định. Vân Vô Song tán thưởng gật đầu, "Được, rất có chí khí. Không vô dụng như lão phu." "Vân đạo hữu, không biết vì sao ngươi lại bị nhốt trong này?" Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Vân Vô Song cười khổ nói, Vân Mãn kiếm phái và Ngũ Độc môn vốn đối địch với nhau, chẳng qua mâu thuẫn giữa hai bên còn chưa diễn biến thành đại chiến tông môn mà thôi. Ta rơi vào tay Ngũ Độc môn, bị giam giữ thì có gì là kỳ quái chứ, dường như Ngũ Độc môn còn đối địch với Thanh Lân Đường ở Thương Châu nữa, có vẻ như Hỗn Thế Ma Vương kia chính là tu sĩ của Thanh Lân Đường. Lý Thủy Đạo nói. Nghe vậy, Vân Vô Song tò mò hỏi, làm sao ngươi qua được cửa ải của Hỗn Thế Ma Vương? Lý Thủy Đạo thản nhiên trả lời, "Ta giết hắn, mang theo cái đầu của hắn, một đường đi đến nơi đây." Vân Vô Song nghe Lý Thủy Đạo trả lời như vậy, không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ông ta hỏi, "Vậy đầu của hắn đâu?" Lý Thủy Đạo mỉm cười trả lời, "Ta đưa đầu của hắn cho Hứa Kiếm Hùng rồi." Vân Vô Song nghe đến đó, không nhịn được cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha, Lý Thủy Đạo, được lắm. Ngươi thật là dũng mãnh." ngay cả hỗn thế ma vương cũng bị ngươi giết. Hứa kiếm hùng kia khá mạnh, cũng được coi là một nhân vật, không ngờ cả hắn cũng chịu phục ngươi. Lý Thủy Đạo cũng cười theo, nếu vân đạo hữu đã xuất thân từ vân mãn kiếm phái, chắc hẳn kiếm pháp trên người đã đạt đến trình độ thông thiên triệt địa rồi. Thanh kiếm này, ta muốn tặng cho đạo hữu. Lý Thủy Đạo dùng hai tay dân thanh trường kiếm hắc diệu thạch lên. Vân vô song nhận lấy thanh trường kiếm bằng hắc diệu thạch được Lý Thủy Đạo cung kính đưa tới, cảm nhận sự nặng nề và lạnh lẽo của thân kiếm. Sau đó, ông ta đứng lên, bắt đầu múa kiếm, thể hiện ra kiếm thuật tinh xảo của mình. Kiếm quan lóe sáng, khí thế bàn bạc. Vân vô song vừa múa kiếm vừa nói, thái âm ngưng sương kiếm quyết là một trong ba loại kiếm quyết bí truyền của vân mãn kiếm phái chúng ta. Đáng tiếc ngươi không phải tu sĩ bản môn, chưa từng tu luyện, vân ly tâm pháp, không thể phát huy môn kiếm pháp này đến mức tận cùng. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, cũng chưa chắc, công pháp chủ tu của ta vốn hấp thu thái âm chi lực chuyển hóa thành tháp âm pháp lực, càng xứng đôi với, thái âm ngưng sương kiếm quyết, hơn, thậm chí uy lực của kiếm quyết do ta thi triển cũng mạnh hơn cái ngươi gọi là cực hạn kia. Vân vô song chỉ một kiếm về phía Lý Thủy Đạo, nói, mạnh hơn. Hừ, tên nhóc con nhà ngươi đúng là mù quán tự đại, để lão phu thử xem ngươi được mấy cân mấy lượng. Ông ta cầm trường kiếm hắc diệu thạch trong tay, trực tiếp bổ một kiếm về phía Lý Thủy Đạo. Kiếm quang xẹt qua nhanh như ti chớp, mang theo hàng ý lạnh thấu xương. Lý Thủy Đạo hóa trưởng thành đao, thi triển thực huyết đao lưng. Trên bàn tay của hắn lập tức hiện ra một tầng hào quang màu đỏ như máu, lưỡi đao xoay tròn phát ra tiếng rít chói tai. Ánh mắt vân vô song lóe lên một tia lạnh thấu xương, kiếm quang như tuyết, cuồng phong thét gào nhìn như Lý Thủy Đạo đang dùng tay không giao thủ với đối phương, nhưng trên thực tế, hắn đang vận dụng những kiện pháp khí được giấu trên ngón tay đến công kích, trong lúc giơ tay nhất chân đều ẩn giấu phong mang. Thực hồn trưởng ấn, chỉ thấy một luồng hồn khí màu đen nhanh chóng phun ra trên bàn tay hắn, trưởng ấn ngưng tụ như u linh, mang theo lực lượng muốn hủy diệt tất cả. Hàng xương băng bạo, kiếm quang và trưởng ấn va chạm vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức ốc. Trong bất tri bất giác, Vân Vô Song đã trúng huyết độc, hai mắt trở nên đỏ bừng, tim đập như trống, nhanh chóng rơi vào trạng thái điên cuồng, quyết tâm tự chiến không lùi, không chết không thôi. Đừng đánh nữa. Ngươi đã trúng độc rồi. Lý Thủy Đạo có ý tốt nhắc nhở. Đến tận lúc này, Vân Vô Song mới phát hiện ra trạng thái của bản thân không thích hợp, ông ta vội vàng vận công trừ độc. Thân thể bắt đầu run rẩy, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống trán. Lý Thủy Đạo thấy vậy, lập tức tiến lên hỗ trợ. Hắn đánh một chưởng vào người Vân Vô Song. Theo bản năng, Vân Vô Song muốn tránh né một chưởng này, nhưng tới cuối cùng vẫn nhịn được. Chờ đến lúc Lý Thủy Đạo xoa bóp mấy cái đại huyệt cho ông ta xong, Vân Vô Song lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp chảy vào trong cơ thể. Thân thể ông ta từ từ bình ổn lại, nhịp hô hấp đã trở nên ổn định, độc tố không biết tên kia cũng dần dần bị xua tan. Ta thua, Hỗn Thế Ma Vương chết trên tay ngươi cũng không ngoan. Nhưng thứ ngươi sử dụng vốn không phải công pháp thuộc tính Thái âm." Vân Vô Song lộ vẻ mặt kỳ quái nói, "Ngươi đưa kiếm cho ta, ta sẽ dùng công pháp thuộc tính Thái âm tới đánh một trận với ngươi." Lý Thủy Đạo lộ vẻ mặt không chút cảm xúc nói, "Vân Vô Song lập tức trả lại thanh trường kiếm hắc diệu thạch cho Lý Thủy Đạo. Ngay sau đó, Lý Thủy Đạo nhanh chóng thi triển Lãnh Nguyệt kiếm quyết và Thái Âm Ngưng Sương kiếm quyết. Hắn dùng Thái Âm pháp lực do tiên thiềm khí tu luyện ra để thúc đẩy kiếm pháp một lần nữa triển khai kịch chiến với vân vô song kiếm pháp của lý thủy đạo đã nhập tinh nhập vi huyền diệu khó nói được thành lời trong khi kiếm ý của hắn lại như lãnh nguyệt hàng sơn mỗi lần vung kiếm đều mang theo một luồng hàng ý lạnh lẽo vân vô song xuất quyền như xuất kiếm quyền ảnh như gió phong lôi rung động dù chỉ dùng một đôi nhục quyền cũng rất sắc bén không gì địch nổi chiêu thức của hai người đang xen vào nhau kiếm quang và quyền ảnh giao thoa không ngớt. Lần này, Lý Thủy Đạo chỉ dùng đến kiếm pháp tinh diệu và thái âm pháp lực không lỗ hổng nào không vào để áp chế địch nhân. Vân vô song chiến đấu mà thấy bức bối không ngừng, khắp nơi đều bị giới hạn, 10 phần thực lực không phát huy được 5 phần, vô cùng bí bách. Nếu vừa rồi Lý Thủy Đạo dùng, lực để thắng, thì lần này, hắn dùng, kỹ để thắng. Đột nhiên, Vân vô song lùi bước, dứt khoát rời khỏi chiến trường. Lúc này, Lý Thủy Đạo đang chiếm thượng phong, nếu là sinh tử quyết đấu, đương nhiên không thể tùy tiện cho đối phương rời đi, nhưng hiện tại hai người bọn họ đang luận bàn, hắn sẽ không ngăn cản. Lý Thủy Đạo cầm kiếm đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ thấy Vân Vô Song bên kia vừa rời khỏi chiến đấu đã trực tiếp nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh của Vân Ly Tâm Pháp. Một lát sau, Vân Vô Song trực tiếp trở lại chiến trường, ánh mắt đầy vẻ kiên định. Thân hình như gió, nhanh chóng lao về phía Lý Thủy Đạo. Quyền pháp của ông ta linh hoạt như kiếm, mỗi một quyền đều ẩn chứa kiếm ý, kiếm khí tung hoành, giống như thiên quân vạn mã ầm ầm đánh tới. Lý Thủy Đạo không lùi mà tiến, hắn dùng kiếm pháp đến đối phó với quyền ảnh của Vân Vô Song. Kiếm quang và quyền ảnh va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Kiếm pháp của Lý Thủy Đạo vô cùng tinh diệu, mỗi một kiếm đều chuẩn xác đánh trúng chỗ yếu hại trên người Vân Vô Song. Nhưng vân vô song bên kia lại giống như vân du thiên ngoại, vừa thực vừa ảo, không có chút sơ hở nào. Đây chính là Vân Ly, phá. Đột nhiên vân vô song gầm lên một tiếng. Ông ta dùng quyền thay kiếm, dùng chưởng thay kiếm, thân pháp linh động, kiếm khí tung hoành. Quyền ảnh như gió, giống hệt một luồng kiếm khí vô hình, dũng mãnh mà sắc bén. Chiêu thức của hai người đang xen vào nhau, kiếm quang va chạm cùng quyền ảnh, chiến đấu kịch liệt dị thường chỉ thấy bóng dáng bọn họ nhanh chóng lướt đi trên chiến trường. Chỉ thấy kiếm quang và quyền ảnh giao thoa giữa không trung. Phong vân rung động, thần ý tương hợp. Song phương đều vận dụng lý giải của mình đối với kiếm đạo để xuất chiêu, trong lúc nhất thời lại đạt đến một trạng thái cân bằng quỷ dị. Lấy, tiên thiềm khí, đến gia trì kiếm pháp nhập tinh nhập vi. Lấy, vân ly tâm pháp, đến gia trì quyền pháp phiêu miểu vô hình đến cuối cùng lại thành ngang tay chiến đấu kết thúc, Vân Vô Song lập tức mở miệng công nhận, quy lực kiếm pháp này của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng nếu không tu luyện, Vân Ly Tâm Pháp, thì trong tương lai khi tu luyện tới nạp hư cảnh, quy lực của môn kiếm quyết này sẽ mắc kẹt, không thể gia tăng. Vậy ta đổi kiếm quyết. Lý Thủy Đạo tỏ vẻ không sao cả, thản nhiên nói. Tiên thiềm khí, vốn là căn cơ tu luyện của hắn. So với nó, tất cả những môn công pháp còn lại đều là chuyện nhỏ bé không đáng kể, dùng được thì dùng không dùng được thì bỏ không dùng thế thôi vân vô song lộ vẻ ngạc nhiên ngươi là đệ tử vân mãn kiếm phái ta không tu vân ly tâm pháp vậy ngươi muốn tu cái gì ta không phải đệ tử của vân mãn kiếm phái chưởng pháp và kiếm quyết do ngươi dùng tay không thi triển hoàn toàn đi theo hai con đường khác nhau hơn nữa chưởng pháp của ngươi vốn không phải công pháp thuộc tính thái âm công pháp chủ tu của ngươi không thể gia trì cho nó chỉ có thay đổi công pháp chủ tu thành vân ly tâm pháp mới có thể hợp hai môn công pháp ấy là một vân vô song lại mở miệng khuyên nhủ câu nói này lập tức làm lý thủy đạo có chút động tâm vân vô song nói không sai dù uy lực của ba chiêu huyết độc do lý thủy đạo thi triển cực lớn nhưng nó không thể dung nhập vào trong hệ thống công pháp của hắn đôi bên vô cùng xa lạ hoàn toàn khác xa nhau nếu không thể tương dung tốt nhất là nên từ bỏ chỉ cần nắm chặt lấy công pháp chủ tu còn lại đều là những thứ nhỏ bé không đáng kể đó mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất nhưng hắn không muốn từ bỏ huyết thực kịch độc loại độc này bởi vì ngoài ý muốn mà sinh ra lại có thể hấp thu ngũ hành kịch độc tới tăng cường cho lực lượng huyết thực chỉ cần nghĩ thôi cũng biết tu luyện nó trăm lợi mà không có hại rồi hơn nữa lý thủy đạo có hạ nhược tuyết nàng có thể không ngừng cung cấp huyết hồn châu cho hắn có huyết hồn châu Hắn hoàn toàn có thể liên tục luyện chế ra hóa huyết ma đan. Đến lúc đó, Lý Thủy Đạo sẽ có được lực lượng huyết khí vô cùng vô tận, lại dựa vào đó để tùy ý thôn phệ vạn độc, cường hóa huyết độc không có giới hạn. Cứ như thế, tuần hoàn lập đi lặp lại, sớm muộn gì, huyết thực kịch độc cũng có thể tấn cấp đến tam giai. Mà ba chiêu huyết độc kia vốn dùng huyết thực kịch độc đến thúc dục, huyết thực kịch độc càng mạnh, uy lực của chúng càng lớn có tài nguyên tốt như vậy mà không dùng, đúng là rất đáng tiếc, u tịch động. Lý Thủy Đạo im lặng hồi lâu, sau đó ánh mắt lập tức trở nên kiên định nói, vô luận như thế nào, công pháp chủ tu cũng là căn cơ của tất cả mọi thứ, tuyệt đối không thể thay đổi, vân vô song tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, ngươi đúng là cổ hủ. Quy lực ba chiêu kia của ngươi cực lớn, dù không được chủ tu công pháp gia trì, quy lực do chúng nó bộc phát ra cũng vượt xa thứ kiếm pháp hoa hòe hoa sói, không thiết thực của ngươi, ngươi cần gì phải nhặt hạt vừng mà ném đi dư hấu, dù ba chiêu, huyết độc, của lý thủy đạo không được, tiên thiềm khí, gia trì, nhưng nó lại nhận được gia trì từ thượng phẩm pháp khí, phong duệ chỉ hoàng, và, huyết thực kịch độc, đương nhiên uy lực sẽ lớn hơn thái âm kiếm quyết do hắn cầm một thanh trường. Kiếm hắc diệu thạch bình thường thi triển ra. Xảy ra tình huống này cũng không phải do, tiên thiềm khí, không ổn, là do pháp khí quá mạnh, huyết độc quá quỷ dị mà thôi nhớ lúc trước khi lý thủy đạo cầm băng phong tuyết vũ kiếm trong tay có lãnh nguyệt hàng sơn kiếm ý trấn áp ngay cả cơ hội thi triển ra tuyệt chiêu ma thiên cương cũng không có ai mạnh ai yếu vừa nhìn là biết nhưng lý thủy đạo cũng không giải thích ngược lại hắn lập tức chuyển hướng đề tài dường như quyền pháp của vân đạo hữu đã hòa nhập vào kiếm khí rồi rốt cuộc là làm như thế nào vậy vân vô song đảo mắt một cái nói tu sĩ bản phái tu luyện kiếm quyết nếu như đồng môn luận bàn, lấy kiếm tranh chấp, khó tránh khỏi ngộ thương đồng môn, cho nên tiền bối bản phái đã sáng tạo ra, vân mãn kình, dùng kình lực này bố trí, hoàn toàn có thể lấy quyền thay. Kiếm Nói tới đây, vân vô song lập tức trở tay suốt quyền, không ngờ lại đánh ra một luồng kiếm khí. Chỉ cần luyện thành môn công pháp này, không cần biết thứ ngươi dùng là, trưởng, chỉ hay quyền, đều có một luồng kiếm ý tương ứng, thậm chí còn có thể dễ dàng phát ra kiếm khí. Vân vô song đắc ý giải thích. Không biết Lý Mổ có may mắn học được môn công pháp này hay không? Lý Thủy Đạo hỏi với vẻ mặt khẩn cầu. Môn công pháp này không có gì trân quý, nói cho ngươi biết cũng không sao. Vậy thì đa tạ Vân Đạo hữu. Lý Thủy Đạo cũng không làm ra vẻ nữa, lập tức mở miệng cảm tạ nói. Vân vô song mỉm cười gật đầu, nhanh chóng truyền thụ, Vân mãn kình, cho Lý Thủy Đạo. Hóa ý nhập hình, hóa hình thành khí, hóa khí thành kình để kình dung nhập vào bát mạch xuất ra ngoài như lưỡi dao rít gió tức vân mãn kình muốn luyện thành vân mãn kình đầu tiên phải luyện thành kiếm ý kiếm ý vừa thành hóa thành khí kình khí ra vào tự nhiên thành kiếm khí không cần phải dùng kiếm trong động không năm tháng có lẽ đã qua vài ngày cũng có lẽ đã qua nửa tháng không biết lý thủy đạo đã tu luyện được bao lâu rồi mới đầu lý thủy đạo còn cho rằng vân mãn kình chỉ là một loại pháp môn hành khí cực kỳ đơn giản nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện môn công pháp này phải lấy kiếm ý làm chủ đạo. Nếu không phải hắn đã sớm luyện thành lãnh nguyệt hàng sơn kiếm ý, thì đừng nói là luyện thành môn công pháp này, chỉ sợ ngưỡng cửa của nó cũng không thể tiến vào được. Dùng kiếm ý dẫn dắt nội kình lưu động, tu luyện đến trình độ cao thâm, sẽ như sương chuyển mây bay, nhẹ nhàng vô hạn, lý thủy đạo càng luyện càng cảm thấy không thích hợp, nhưng hiện giờ hắn cũng đang rảnh rỗi, vân vô song lại chịu dậy, đương nhiên hắn sẽ dụng tâm đi tìm hiểu. Trong động đá vôi, hai người giao đấu bằng tay không, dù chỉ dùng quyền cước, cũng đạt đến trình độ kiếm khí tung hoành, phong lôi rung động. Kỳ phùng địch thủ, sẽ gặp người tài. Lý thủy đạo cao mày nhìn nắm đấm vừa mới đánh ra một luồng kiếm khí, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vân vô song, hỏi, vân đạo hữu, thứ này nên là tâm pháp mới đúng. Vân vô song cười ha hả, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, ha 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 ha, không sai, đây chính là vân ly tâm pháp của môn phái chúng ta thế nào môn công pháp này có bác đại tinh thâm hay không có huyền diệu đến khó nói được thành lời hay không lý thủy đạo nhíu mày suy tư một lát lại thở dài vân đạo hữu ta hiểu được dụng ý của ngươi nhưng ta tuyệt đối không thể thay đổi công pháp chủ tu được nụ cười của vân vô song dần dần biến mất trong mắt ông ấy lộ ra một tia thất vọng sau đó thở dài nói ngươi đã không muốn đổi vậy thì thôi đi chúng ta đều không thể rời khỏi nơi này có đổi hay không tu vi cũng không tăng trưởng được lý thủy đạo nhìn vẻ mặt chán chường sa sút của vân vô song trong lòng dâng lên một luồng cảm giác đồng tình vân đạo hữu ngươi đừng nản chí một ngày nào đó chúng ta có thể rời khỏi nơi này vân vô song lắc đầu cười khổ nói ý ngươi là hồn về quê cũ không khu lao tù này giống như là một thế giới nhỏ sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta đủ khả năng phi thăng thượng giới, đạt được tự do càng rộng lớn hơn. Lý Thủy Đạo nắm chặt hai đấm nói. Nhưng Tu Vi không thể tăng cường, làm sao có thể phá giới phi thăng? Vân vô song nhìn lên đỉnh động đá vôi, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ngươi đừng như vậy, đừng chỉ chăm chăm suy nghĩ đến đồng tham. Lý Thủy Đạo lớn tiếng quát, đồng tham chỉ là phụ trợ, ta nghe nói bí pháp tu tiên thượng cổ ở tiên đồ thành vốn không cần đến đồng tham. Nhưng ta không được học loại bí pháp này. Không được học mới phải đi lĩnh ngộ, mới phải đi sáng tạo. Những vị tiền bối của chúng ta có người nào không từng trải qua tình huống như vậy? Có môn đạo pháp nào trên thế gian này không phải do tu sĩ tự sáng tạo ra? Ngươi xem hỗn thế ma vương kia dùng bí pháp tà đạo tạm thời thúc giục tu vi của mình đến dung linh cảnh hậu kỳ, nếu hắn có thể tiến thêm một bước, tạm thời gia tăng tu vi đến tam giai chẳng phải cũng có cơ hội đánh bại người cai ngục của chấp pháp đường rồi chạy thoát hay sao hành động vĩ đại như vậy không hề thua kém phá giới phi thăng lý thủy đạo dõng dạc nói lời nói của lý thủy đạo giống như một dòng suối nhỏ rót vào trong lòng vân vô song khiến cho ánh mắt của ông ấy lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng Người nói đúng ta nhất định có thể sáng tạo ra phương pháp tu hành thuộc về riêng mình sau khi tạm biệt đối phương Lý Thủy Đạo hái ba gốc, u tịch thảo, rồi rời đi. Tuy bản thân đã luyện thành, vân ly tâm pháp, nhưng Lý Thủy Đạo cũng không định coi nó là công pháp chủ tu, nhiều nhất chỉ dùng để tham khảo mà thôi. Lại nói, đúng là ở thời điểm hiện tại, tiên thiềm khí, không thể dung hợp ba chiêu huyết độc kia, nhưng hiện tại không được, không có nghĩa là tương lai cũng không được. Xét cho cùng, tiên thiềm khí của hắn cũng được chia làm hai bộ, một bộ là thái âm, một bộ là thông thiên. Thái âm không thể tương dung, không có nghĩa là thông thiên cũng không thể. Huống chi lúc rời khỏi khu lao ngục dưới đất này, hắn sẽ không dùng ba chiêu, huyết độc, kia nữa. Dù sao chúng cũng là tuyệt kỹ của Ma Thiên Cương, quá chứa mắt. Trình độ bảo mật cũng gần với Cự Linh Độc Hỏa rồi. Cổ Hồng. Lý Thủy Đạo đánh ra một quyền, mang theo một luồng kiếm khí lạnh thấu xương hung hăng nện vào Thiên Quân Thạch bia ở cổ họng. Một lát sau, Tấm bia đá kia bị dời đi, hai tên tu sĩ mặc áo trắng nhảy xuống từ cửa động. Vẻ mặt bọn họ lạnh lùng nhìn Lý Thủy Đạo, nói, Người có biết quy củ hay không? Đương nhiên là biết, tội nhân Lý Thủy Đạo đã nhận được ba gốc u tịch thảo, hy vọng có thể nộp lên cho tiên trưởng. Lý Thủy Đạo dơ ba gốc u tịch thảo lên cao. Một tu sĩ áo trắng trong đó mặt không chút thay đổi nói, ba gốc u tịch thảo phẩm chất thượng giai, ghi lại 300 công huân, ban thưởng một vò rượu ngon, đổi một bộ áo tù để tắm rửa. Lý Thủy Đạo mỉm cười nói: "Đa tạ, đa tạ." Một tu sĩ áo trắng khác cầm lấy cuốn sổ công hưng, lật nửa ngày vẫn không tìm thấy tên Lý Thủy Đạo. Gã kỳ quái hỏi: "Ồ, sao trong danh sách này lại không có tên của ngươi?" "Không có sao? Có phải là bắt nhầm không?" Một tu sĩ mặc áo trắng khác nói: "Đương nhiên là không thể sai được, đợi chúng ta ra ngoài xác minh một chút, hai ngày nữa ngươi lại đến đi." Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ mặt khó xử nói: "Trong động không biết năm tháng, ta thực sự không biết hai ngày là bao lâu tự ngươi vận chuyển công pháp mà không biết sao vận chuyển mấy chu thiên chính là hai ngày đó tu sĩ áo trắng không kiên nhẫn nói phải biết rằng công pháp chủ tu tiên thiềm khí của lý thủy đạo nhất định phải luyện vào ban đêm hơn nữa thời gian tu luyện không dài căn bản không thể dùng làm phương pháp tính giờ muốn biết thời gian cũng chỉ có thể tĩnh tâm tu luyện vân ly tâm pháp nghe nói cần ít nhất là 6 canh giờ mới có thể hành công qua một đại chu thiên của Vân Ly Tâm Pháp, như vậy chỉ cần hắn hành công bốn đại chu thiên là có thể gõ cửa rồi. Sau bốn đại chu thiên, Lý Thủy Đạo lại vung quyền, ngưng tụ kiếm khí, hung hăng đánh về phía tấm bia đá bên trên. Một lát sau, tấm bia đá bị một luồng mang lực dời đi một bóng người nhảy xuống từ trên đó, người này áo trắng bồng bềnh, chính là Đinh Ngọc Phượng. Trong mắt Lý Thủy Đạo lóe lên một tia vui sướng, hắn cất bước tiến lên, Kích động nói, "Đinh đạo hữu, là ngươi sao?" Đinh Ngọc Phượng mỉm cười, cật đầu nói, "Không sai, đúng là ta." Khoảng thời gian này, Lý đạo hữu đã vất vả rồi. Lý Thủy Đạo cảm kích nói, "Ngươi tới là quá tốt rồi, không biết ta còn bị nhốt ở chỗ này bao lâu nữa." Đinh Ngọc Phượng dịu dàng cười nói, "Lý đạo hữu, ngươi yên tâm đi. Ta cố ý tới đây để nói cho ngươi một tin tức tốt, chấp pháp đường đã có manh mối mới rồi." bọn họ bắt được đổng thiện quý của thế gia tu tiên đoạn đầu sơn rất có khả năng hắn chính là hung thủ giết hại ma thiên cương thật sao nhưng vì sao lại là đổng thiện quý đinh ngọc phượng khẽ lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng nói nguyên nhân cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm nhưng ba đại thế gia của đoạn đầu sơn đều nhất trí cho rằng hắn là hung thủ có điều chấp pháp đường bên này vẫn chưa định tội vậy đến khi nào mới có thể định tội Đinh Ngọc Phượng an ủi, yên tâm đi, dựa theo quy trình thẩm phán hiện tại, nhiều nhất là một tháng có thể định tội hắn rồi. Nếu Đổng Thiện Quý bị định tội, thì ta sẽ ra sao? Lý Thủy Đạo hỏi với vẻ mặt đầy chờ mong. Nếu hắn bị định tội, đương nhiên ngươi có thể rửa sạch hiềm nghi. Lý Thủy Đạo kích động nắm chặt hai đấm, thật tốt quá. Cuối cùng ta cũng có thể rửa sạch quan khuất rồi, Đinh Ngọc Phượng mỉm cười nói, Lý Đạo hữu, ngươi yên tâm đi chỉ cần bên kia phán định có tội ta sẽ nhờ gia tộc nói chuyện giúp ngươi mau chóng thả ngươi ra ngoài lý thủy đạo cảm kích nói đinh đạo hữu đa tạ ngươi đã giúp đỡ sau khi ta ra ngoài nhất định sẽ có trọng lễ cảm tạ đinh ngọc phượng cười lắc đầu nói lý đạo hữu ngươi đừng khách khí như thế trong động không năm tháng ta cũng không biết mình đã bị giam giữ bao lâu hai tháng đinh ngọc phượng nói mới có hai tháng thôi sao đúng vậy cổ họng cấm bế lao ngục đinh ngọc phượng mặc bộ y phục màu trắng lộ vẻ mặt khó xử nói nếu hiện giờ trực tiếp đưa ngươi lên có lẽ sẽ mang đến phiền toái cho ta nếu ngươi ở bên dưới không gặp phải nguy hiểm thì cứ tạm thời ở trong lao ngục thêm một tháng nữa đợi đổng thiện quý bị định tội ngươi có thể đi ra không có nguy hiểm gì trong lao ngục cực kỳ an toàn cứ để ta ở lại bên dưới là được lý thủy đạo vội vàng nói vậy được đinh ngọc phượng lại lấy một cái túi trữ vật từ trên người ra nhét vào trong tay lý thủy đạo đây là vẻ mặt lý thủy đạo tràn đầy nghi hoặc suỵt đinh ngọc phượng ra hiệu cho lý thủy đạo đừng nói nữa dù sao nơi này cũng là cổ họng bên ngoài có một vị cao thủ nạp hư cảnh canh giữ lý thủy đạo nhanh chóng thu túi trữ vật vào trong ống tay áo lý đạo hữu một tháng sau gặp lại Đinh Ngọc Phượng ôm quyền nói. Ta tin tông môn nhất định sẽ trả lại công bằng cho ta. Lý Thủy Đạo nước mắt lưng tròng nói. Sau khi Đinh Ngọc Phượng rời khỏi, tấm thiên quân thạch bi nơi cổ họng lại đóng vào, biểu cảm oan ức trên mặt Lý Thủy Đạo lập tức biến mất, chỉ còn lại một mảng lạnh như băng. Ma Thiên Cương giao thủ với Lý Thủy Đạo từ một tháng trước, một tháng sau, Ma Thiên Cương lại xuất hiện ở đoạn đầu sơn, sau khi xuất hiện, gã lập tức chết ngay trong ngày chuyện này rất khó dính dáng đến lý thủy đạo như vậy kiểu gì ba đại thế gia ở đoạn đầu sơn cũng phải tìm được một người đến gánh tội chịu chết đổng thiện quý không phải hung thủ đối phương là một người thành thật bị gánh tội oan cũng là một người đáng thương lý thủy đạo hiểu rõ đổng thiện quý kia không phải hung thủ bởi vậy khẳng định là chấp pháp đường bên kia cũng không tìm được chứng cứ chứng minh đổng thiện quý giết người nhưng phong cách hành sự của ngũ độc môn chấp pháp đường luôn là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chỉ cần đổng thiện quý vừa chết, thì không cần biết như thế nào, hiềm nghi của lý thủy đạo cũng phải được rửa sạch. Vấn đề là trong chuyện này vẫn có một lỗ hổng, nếu đổng thiện quý không bị xử tử, ngược lại, gã cũng bị an bài đến cấm bế lao ngục giống như hắn thì sao, như vậy rất có khả năng, đối phương có thể biết được chuyện hắn từng thi triển một loại công pháp đặc biệt từ trong miệng đám, bạn tù, của hắn, mà môn công pháp này lại giống hệt, huyết thực độc trưởng, của ma thiên cương. Nếu Đổng Thiện Quý kia nói tin tức này cho người quản ngục, khẳng định là gã có thể lập công chuộc tội, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với chuyện hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhất định phải nghĩ biện pháp để lấp kín lỗ hổng này. Nghĩ đến đây, Lý Thủy Đạo dứt khoát xoay người rời đi, u tịch động. Lý Thủy Đạo mặc áo tù lại một lần nữa đi đến nơi này. Vân Vô Song cầm trên tay thanh trường kiếm hắc diệu thạch do Lý Thủy Đạo tặng cho mình, một người múa kiếm trong gió tuyết, Lý Thủy Đạo đứng bên cạnh đối phương, lặng lặng quan sát. Đột nhiên Vân Vô Song thu kiếm, vẻ mặt vui sướng nói: "Đạo hữu, ngươi tới thật tốt, chúng ta lại luận bàn đi." Lý Thủy Đạo gật gật đầu, hai người lại bắt đầu luận bàn. Bọn họ đánh có lui có lại, thân pháp linh động, kiếm chiêu tinh diệu, vui sướng lâm ly mà đấu đến quên cả trời đất đợi cho đến lúc cả hai bên đều kiệt sức, bọn họ mới dừng lại. Lý Thủy Đạo lấy hộp thức ăn từ trong túi trữ vật ra, bên trong có món ăn ngon và rượu ngon cực kỳ hợp khẩu vị. Dù cả hai người bọn họ đều đã tích cốc, nhưng ăn những món này vẫn cảm thấy mỹ vị dị thường. Trong lúc nâng ly cạn chén, đột nhiên Vân Vô Song mở miệng hỏi, sao ngươi lại có túi trữ vật, bằng hữu cho, Lý Thủy Đạo lại nói thêm, có khả năng ta sắp rời đi rồi. Nghe nói như vậy, Vân vô song có chút buồn bã mất mát. Nghĩa là ngươi sắp rửa sạch hiềm nghi giết chết tu sĩ ma gia rồi. Một lúc lâu sau, vân vô song mới mở miệng hỏi. Lý thủy đạo gật gật đầu, khẳng định nói, có lẽ sắp được rửa sạch rồi. Chúc mừng. Vân vô song thở dài một hơi nói. Đột nhiên vẻ mặt Lý thủy đạo trở nên ngưng trọng, nói, vân đạo hữu, ta và ngươi vừa gặp đã thân, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Vân vô song tò mò hỏi, Chuyện gì? Lý Thủy Đạo nhìn ông ta một cái thật sâu, vẻ mặt nặng nề nói, giúp ta giết một người. Ai? Vân vô song hỏi. Ánh mắt Lý Thủy Đạo lóe sáng như điện, nói, người này tên là Đổng Thiện Quý, ta cũng không chắc hắn sẽ đến đây, nhưng nếu hắn đến đây thật, ta nhất định phải diệt trừ hắn. Vân vô song gật đầu, sau đó tò mò hỏi, ta có thể biết vì sao ngươi lại muốn giết hắn không? Lý Thủy Đạo trầm mặt một lát mới lên tiếng, bởi vì hắn đã hại ta bị oan uổng mới khiến ta phải chịu nổi tai ương trong lao ngục này bởi vậy ta muốn xử lý hắn để xả luồn quán khí trong lòng vân vô song lắc đầu nói sao phải diệt trừ hắn cứ giữ hắn lại để hắn tuyệt vọng ở trong này không phải càng tốt hơn sao ta vẫn muốn hắn chết vân huynh làm ơn đi lý thủy đạo dứt khoát đưa túi trữ vật cho vân vô song vân vô song trông thấy vẻ mặt trịnh trọng của lý thủy đạo cũng biết hắn thật sự muốn diệt trừ người này, vì vậy mới nói, yên tâm đi, nếu ta gặp được hắn, nhất định sẽ lấy tính mạng của hắn. Đa tạ vân đạo hữu, vân đạo hữu đã truyền công pháp cho ta, còn giúp ta loại bỏ người này. Lý mổ không có gì báo đáp, xin hãy nhận lấy vật này. Lý thủy đạo lại nói. Vân vô song gỡ túi trữ vật trong tay Lý thủy đạo xuống, vẻ mặt ngạc nhiên rút một thanh trường kiếm từ bên trong ra. Đây là một thanh bạch ngọc trường kiếm, cấp bậc trung phẩm pháp khí. Có thanh kiếm ấy, lại phối hợp với kiếm pháp của Vân Vô Song, gần như ông ấy đã đủ sức tung hoành vô địch trong khu cấm bế lao ngục này rồi. Ngoại trừ thanh kiếm này, bên trong còn có hai bộ nho phục màu trắng. Lễ vật này quá nặng. Vân Vô Song thở dài một hơi nói. Nên như vậy. Lý Thủy Đạo mỉm cười nói. Vân Vô Song lộ vẻ mặt cảm động gật đầu. Lý Đạo Hữu, ta có nên tin tưởng ngươi không đột nhiên vân vô song mở miệng hỏi lý thủy đạo nhíu chặt lông mày vân đạo hữu sao ngươi lại nói lời này ta không tin ngươi có thể tin tưởng ai được vân vô song lẩm bẩm một câu đột nhiên lại lộ vẻ mặt trịnh trọng nói lý đạo hữu có một việc ta cũng muốn nhờ ngươi giúp lý thủy đạo hỏi vân đạo hữu mời nói chỉ nghe vân vô song nghiêm túc nói sau khi ngươi ra ngoài hãy nghĩ cách nói cho trưởng môn vân vô cực của vân mãn kiếm phái một câu. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi, là câu gì, vân vô song nhẹ giọng thì thầm, da không phải da, họa không phải họa. Lý Thủy Đạo nghi ngờ hỏi, có ý gì, ta không thể nói cho ngươi biết được, ngươi cứ nói với trưởng môn, đây là câu ta nhắn nhủ, ngài sẽ tin tưởng ngươi. Ta cũng tin tưởng, với trí tuệ của ngài, hoàn toàn có thể suy đoán được ý tứ trong đó vân vô song chậm rãi nói đối phương cũng biết ngươi đang bị nhốt bên trong ngũ độc môn sao lý thủy đạo lại hỏi thêm lần nữa vân vô song gật đầu được vân đạo hữu xin yên tâm việc này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng lý thủy đạo nhận lời ngươi định làm như thế nào vân vô song dò hỏi việc này rất đơn giản cứ viết một phong thư là được nhưng một lá thư bình thường chắc chắn không thể đưa đến tay trưởng môn của vân mãn kiếm phái được, tốt nhất là nên gửi kèm một món tính vật. Lý Thủy Đạo cao mày nói. Ai, lão phu lấy đâu ra tính vật bây giờ? Vân vô song cười khổ lắc đầu. Lý Thủy Đạo suy tư một lát mới nói ra, vậy được, ta sẽ đích thân chuyển lời này đến. Vân vô song gật gật đầu, lại mở miệng nhắc nhở, nhất định phải chuyển đi trong vòng 10 năm. Được. Lý Thủy Đạo trịnh trọng nhận lời. Thủ đoạn đằng sau đã chuẩn bị, lỗ hổng duy nhất cũng đã bị lấp kín rồi, hiện tại chỉ cần chờ đợi mỗi ngày, Lý Thủy Đạo đều loanh quanh ở cổ họng để chờ đợi, chờ một tháng mau tới. Khoảng hai mươi mấy ngày sau, một tiếng vang nặng nề truyền đến, thiên quân Thạch Bi vốn luôn ngăn chặn ở cổ họng, lại chủ động dời đi, để lộ ra một thông đạo. Vẻ mặt Lý Thủy Đạo tràn đầy kích động, vội vàng đi xuống phía dưới cổ họng chờ đợi, trong lòng tràn ngập chờ mong và bất an hắn biết đây chính là cơ hội để mình có được tự do chỉ thấy hai tu sĩ áo trắng từ bên trong thông đạo nhảy xuống trên người bọn họ mặc trường bào màu trắng vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng sau khi nhìn thấy lý thủy đạo một tu sĩ trong đó cẩn thận so sánh gương mặt của hắn với bức họa trong tay chờ xác thực được thân phận của hắn mới mở miệng dò hỏi ngươi chính là lý thủy đạo lý thủy đạo vội vàng gật đầu trả lời đúng vậy tu sĩ áo trắng nọ mỉm cười nói theo chúng ta ra ngoài đi lý thủy đạo cảm kích nói đa tạ đa tạ hắn theo sát hai gã tu sĩ nọ đi ra bên ngoài đương nhiên bên ngoài vẫn là khu vực dưới lòng đất của vạn độc thâm uyên nhưng so với ngục giam thì nơi này rộng rãi và sáng sủa hơn nhiều tu sĩ tam giai của ngũ độc môn lúc trước vẫn canh giữ ở nơi này lão già nọ luôn lơ lửng giữa không trung muốn rời khỏi ngục giam nhất định phải đánh bại lão lão chính là thiên kiếp của khu lao ngục này không cần cứng rắn xông ra cũng có thể rời khỏi lao ngục, đúng là quá tốt rồi. Theo chúng ta đi thôi." Một tu sĩ áo trắng trong đó nói. "Được." Lý Thủy Đạo cúm núng đi theo tu sĩ kia tới Thâm Uyên phường thị. Tu sĩ áo trắng dẫn theo Lý Thủy Đạo đi tới một tiệm may, bảo hắn tự mình thay bộ y phục của tù nhân trên người đi. Lý Thủy Đạo tiến vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ trang phục tù nhân của nát kia, thay bằng một bộ áo bào trắng nõn. Lúc trước hắn vẫn giấu một cây độc châm ở sườn bên trong bộ đồ tù nhân cũ những thứ này đều là răng nọc của thâm uyên sa trùng cũng là một loại tài liệu luyện khí không tệ lý thủy đạo nhanh chóng chuyển dời độc châm đến bộ y phục mới sau đó chỉnh sửa tóc khiến toàn thân rực rỡ hẳn lên xong xuôi đâu đấy hắn rời khỏi phòng thay đồ tu sĩ áo trắng ở bên ngoài nhìn thoáng qua người hắn một cái mới bình thản nói đi theo ta hai người cùng nhau rời khỏi phường thị đi lên vạn độc thâm uyên sau đó lại đồng thời thi triển độn quang phi độn ra bên ngoài hai luồng độn quang nhanh chóng đi ra bên ngoài đây là lần đầu tiên sau hơn ba tháng lý thủy đạo được nhìn thấy ánh mặt trời hắn ngẩng đầu nhìn không trung cao xanh sáng chói cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời trong lòng cảm khái vô vàng xem như hắn đã vượt qua cửa ải ma thiên cương này rồi trải qua sự kiện lần này lý thủy đạo cũng được chân chính chứng kiến quá trình điều tra và thẩm phán của ngũ độc môn đúng là tu sĩ của bốn đại gia tộc bên kia không thể dết lung tung được. Tu sĩ áo trắng nói, Lý Đạo Hữu, đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Lý Thủy Đạo tiếp tục ngoan ngoãn nghe theo. Hai người lại phi độn lên một tòa lầu, gặp một nữ nhân đang chờ đợi ở đó. Nàng mặc một bộ váy dài cung trang màu lam nhạt, bên hông đeo ngân câu. Vừa thấy bọn họ xuất hiện, nàng lập tức vẫy tay, ra hiệu cho tu sĩ áo trắng kia rời đi lý thủy đạo chủ động tiến lên hành lễ cung kính nói thuộc hạ bái kiến đại sư tỷ nàng này không phải đinh ngọc phượng mà là lam hoa ảnh lam hoa ảnh mỉm cười nói không cần đa lễ dứt lời nàng nâng chén trà lên thản nhiên thưởng thức nước trà mới mở miệng nói với lý thủy đạo ngươi cũng bị nhốt vào đó ba tháng rồi có biết vì sao lại được đi ra không lý thủy đạo do dự một chút mới nói đều nhờ đại sư tỷ hỗ trợ cứu viện thuộc hạ mới có một ngày thoát khốn lam hoa ảnh mỉm cười gật đầu nhẹ giọng nói đúng là ta có giúp ngươi nói mấy câu lý thủy đạo cảm kích nói đa tạ đại sư tỷ đột nhiên lam hoa ảnh nghiêm mặt nói nguyên nhân căn bản vẫn là cái chết của ma thiên cương hoàn toàn không có liên quan gì đến ngươi nếu không dù ta có nói gì cũng không thể cứu ngươi được nói đến đây nàng ngừng lại biết nhìn lý thủy đạo một cái thật sâu mới tiếp tục từ sau khi ngươi bị nhốt vào trong đó chấp pháp đường bên kia lại nhận được manh mối mới xác nhận lúc ma thiên cương còn sống đã từng xuất hiện lần cuối cùng ở đoạn đầu sơn trải qua một phen điều tra đã bắt giữ được đổng thiện quý có điều hai ngày trước đổng thiện quý đã tự sát rồi đó là hắn sợ tội tự sát lý thủy đạo lộ vẻ mặt chắc chắn nói vậy ư nhưng ta lại cho rằng hắn muốn lấy cái chết để tự chứng minh bản thân trong sạch Đổng Thiện Quý lấy cái chết để tự chứng minh bản thân trong sạch, đương nhiên hiềm nghi lý thủy đạo ám sát ma thiên cương vẫn không được rửa sạch, chẳng những không thể rửa sạch hiềm nghi, ngược lại hiềm nghi của hắn càng thêm nặng. Lam Hoa ảnh lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn lý thủy đạo, dựa theo ý tứ của trưởng lão Ma Gia, chúng ta nên thi triển sư hồn thuật với ngươi, để ngươi tự nói ra tình hình thực tế. Nhưng Lam Gia chúng ta không đồng ý, bởi vậy mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi lý thủy đạo cảm kích nói đa tạ đại sư tỷ lam hoa ảnh hài lòng gật đầu lại tiếp tục nói sau khi chấp pháp đường của bốn đại gia tộc thương nghị chúng ta đã quyết định cho ngươi ra khỏi ngục trước tiếp tục dốc sức vì tông môn lý thủy đạo quỳ hai chân xuống nói đại sư tỷ cứ việc phân phó thuộc hạ tuyệt đối sẽ xông pha khói lửa muôn chết không từ lam hoa ảnh đi đến trước mặt lý thủy đạo đỡ hắn dậy nói không cần phải làm như vậy chúng ta cũng coi như là bằng hữu cũ rồi. Ngồi xuống uống chén trà. Lam Hoa ảnh miễn cười nói. Thuộc hạ trăm triệu lần không dám. Ta bảo ngươi ngồi xuống thì ngươi hãy ngồi xuống. Lam Hoa ảnh nghiêm túc nói. Lý thủy đạo đành phải cẩn thận ngồi xuống. Lam Hoa ảnh pha cho hắn một ly trà. Sau đó nhỏ giọng nói. Chuyện của ma thiên cương ngươi làm không tệ. Lý thủy đạo có chút nghi ngờ hỏi. Đại sư tỷ, người có ý gì? lam hoa ảnh cất tiếng cười nói ha 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 ta đang khen ngươi trong lòng ngươi biết rõ là được rồi ngươi đúng là một người thông minh hiếm có đấy lý thủy đạo cảm kích nói đa tạ đại sư tỷ đã chủ trì công đạo cho thuộc hạ lam hoa ảnh mỉm cười nói ngươi là nhân tài dùng lãnh nguyệt kiếm pháp lại có thể đánh bại được ma thiên cương đã vận dụng vạn độc xuyên tâm loại tu vi này loại tài tình này sao có thể dùng sư hồng thuật đối đãi với ngươi được sao có thể bỏ mặt ngươi ở lâu trong vạn độc thâm nguyên được. Đó là tổn thất rất lớn đối với cả tông môn, về công về tư, về tình về lý, Lam gia đều sẽ bảo vệ ngươi. Lý Thủy Đạo lại nói, đa tạ đại sư tỷ, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Cũng không biết trong ngày hôm nay, Lý Thủy Đạo đã nói vô cùng cảm kích bao nhiêu lần rồi. Lam Hoa Ảnh nói ra những lời này ở trước mặt Lý Thủy Đạo, đương nhiên là muốn lung lạc lòng người, muốn nghe hắn nói, vô cùng cảm kích và thật hiển nhiên những lời vô cùng cảm kích của lý thủy đạo đã làm nàng rất hài lòng đúng vào lúc này ở phía chân trời có một luồng động quang nhanh chóng cắt qua không trung như sao băng như tên bay chỉ trong chớp mắt đã đến nơi đây rồi động quang thu lại người bên trong chính là hải xà đạo nhân lý thiên vũ vẻ mặt lão đầy vui mừng lập tức nói lời cảm tạ với lam hoa ảnh lam cô nương nhờ có nàng tương trợ nếu không e rằng thủy đạo nhà ta vĩnh viễn cũng không thể rửa sạch hiềm nghi, thoát khỏi lao ngục. Lam Hoa ảnh mỉm cười gật đầu, lý gia các ngươi cũng coi như đã phụ thuộc vào Lam gia chúng ta rồi, đây vốn là việc ta nên làm. Người một nhà các ngươi luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, ta cũng rất bội phục. Đều dựa vào Lam gia ở trung gian điều đình, chất nhi nhà ta mới có thể thoát khỏi lao ngục, toàn bộ tộc nhân lý gia đều cảm động và nhớ mãi ân tình này, tuyệt không dám quên lý thiên vũ chân thành nói lam hoa ảnh lại hài lòng gật đầu nói các ngươi trở về đi lý thủy đạo và lý thiên vũ song lên tiếng cáo từ sau đó cùng nhau điều khiển độn quan rời đi từ đường tông tộc của lý thị lý phủ thần một thành đang cử hành một nghi thức tra nghiêm lý thủy đạo bước vào từ đường bầu không khí tra nghiêm lập tức gùa vào mặt bên trong từ đường có đặt bài vị của tổ tiên dưới ánh nến chiếu rọi những bức tượng thần càng trở nên trang nghiêm hơn bình thường tựa như bọn họ đang chăm chú nhìn vào mỗi một người đến đây tế bái lý thủy đạo thay một bộ y phục màu trắng kéo dài dưới đất quỳ gối trước mặt tổ tông chắp hai tay trước ngực thành kính biểu đạt lòng cảm kích với những vị tổ tông tử tôn bất hiếu lý thủy đạo bái tế tổ tiên đa tạ tổ tông đã phù hộ để ta có thể thoát khỏi tai ương lao ngục rửa sạch quan khuất tử tôn bất hiếu đã khắc sâu chuyện này vào trong mũ tạng cảm kích vô cùng chắc chắn sẽ tiếp tục truyền thừa huyết mạch của gia tộc vì gia tộc mà vào sinh ra tử bất chấp gia nguy tộc trưởng lý thủy hồng mặc một bộ y bào hoa lệ trang trọng đi lên tế đàn trên tay gã cầm lá ngải cứu dính nước trang nghiêm vẫy xuống bên dưới giọng nói của gã vang vọng khắp từ đường lý thủy đạo ngươi là niềm kiêu hãnh của lý thị gia tộc chúng ta luôn suy nghĩ cho gia tộc dù ở bất cứ thời điểm nào ta nguyện tổ tông phù hộ cho ngươi thoát khỏi vận rủi một lần nữa làm lại từ đầu những giọt nước trên lá ngải cứu vẫy xuống người lý thủy đạo thấm ướt áo bào của hắn giống như lời chúc phúc của các tổ tông lý thủy đạo vừa thoát khỏi tai ương lao ngục làm hoa ảnh bên kia đã trực tiếp gọi hắn tới nhằm rêu rao tác dụng của mình đồng thời còn yêu cầu hắn phải lập công chuộc tội dốc sức vì lam gia ngay sau đó lý thiên vũ lại đưa lý thủy đạo về gia tộc hắn lại bắt đầu một vòng cảm tạ tổ tông nhất định phải mang ơn dốc sức vì gia tộc nghi thức đã xong Lý Thủy Đạo cảm kích cáo biệt cổ tông, sau đó cùng với tộc trưởng Lý Thủy Hồng rời khỏi từ đường. Tại một gian trạch viện bình thường của Lý Phủ, bốn phía có rừng cây rậm rạp bao quanh tựa như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nơi này chính là chỗ ở của phụ thân Lý Hạo Sơn. Sau khi Lý Thủy Đạo cáo biệt tổ tông, hắn lập tức đi đến nơi này cùng nương tử hạ nhược tuyết, đoàn tụ với phụ mẫu thân nhân, huynh đệ tỷ muội nhà mình, cùng ăn một bữa cơm đoàn viên trên bàn ăn trong nhà bày đầy thức ăn ngon lành phong phú mùi thơm xộc vào mũi lý hạo sơn ngồi trên chủ vị trong ánh mắt tràn ngập vui mừng và kiêu ngạo ông ấy nhìn lý thủy đạo nhẹ nhàng nói thủy đạo à ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng cũng trở về bên cạnh chúng ta rồi thật không dễ dàng chút nào đến đây lý thủy đạo dùng hai tay nâng chén rượu lên nói tất cả đều nhờ tông môn minh xét mọi việc đều nhờ tổ tiên phù hộ đều nhờ phụ mẫu ủng hộ, ta mới có thể kiên trì chờ được đến một ngày nổi oan ức được rửa sạch. Mẫu thân Khương Thị dịu dàng vỗ vỗ tay Lý Thủy Đạo, trong mắt lóe lên một vòng lệ quang. Thủy Đạo, ngươi thành thật như vậy, chắc chắn sẽ không giết người. Chúng ta đều biết là ngươi bị oan uổng. Hạ Nhược Tuyết điềm tĩnh ngồi một bên, chỉ cười mà không nói. Lý Thủy Tây và Lý Thủy Đông cũng ngập tràn vui sướng, ba huynh muội bọn họ ôm lấy nhau, tiếng cười quanh quẩn trong phòng. Giờ khắc này, trong không khí chỉ còn lại cảm giác ấm áp và đoàn kết của gia đình. Bọn họ ngồi quanh bàn ăn, hưởng thụ mỹ thực, vui vẻ trò chuyện về tình hình gần đây của nhau. Tiếng cười và tiếng hoan hô đang vào cùng một chỗ, bầu không khí tràn ngập niềm vui của cả gia đình. Màn đêm buông xuống, Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết cùng nhau phi độn rời đi, trở về Thiên Trì Phường. Thiên Trì Phường Trên thạch lâu, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng cuốn tà áo lụa màu đen trên người hạ nhược tuyết và vạt nho bào màu trắng trên người Lý Thủy Đạo. Hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên Lý Thủy Đạo được nhìn thấy ánh trăng sáng nhô lên cao. Đúng là không dễ dàng, Lý Thủy Đạo dịu dàng vén mái tóc đen của hạ nhược tuyết lên, hai người lặng lẽ đứng đối diện nhìn nhau, không nói gì nhưng trong con ngươi chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của nhau. Ánh trăng trên bầu trời cùng những vì sao tô điểm giữa hư không, nhẹ nhàng chiếu lên người bọn họ, giống như một quần sáng nhu hòa. Hai người lặng lặng đắm chìm dưới ánh trăng, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hạ Nhược Tuyết, nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, lần này đa tạ nàng. Hạ Nhược Tuyết mở miệng, thanh âm dễ nghe như tiếng suối trong, ta không làm gì cả. Chính vì nàng không làm gì cả, ta mới có thể thuận lợi rời đi. Lý Thủy Đạo lại dịu dàng nói, vậy bây giờ, ta có thể làm được chưa, làm được rồi bọn họ nắm chặt tay nhau tiếng tim đập như hòa cùng một nhịp bọn họ hân hoan phóng thích tình yêu tràn đầy trong lòng ra ngoài giống như cả thế giới cũng bị tình yêu của bọn họ bao vây lý thủy đạo say mê hấp thụ ánh trăng ba tháng rồi đây là lần đầu tiên hắn được hấp thu nguyệt chi tinh hoa trải qua một đêm tu luyện vào sáng sớm lý thủy đạo hoạt động gân cốt một phen sau đó đi tới thư phòng của mình hạ nhược tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra trực tiếp lấy một tấm lệnh bài từ trong túi trữ vật tới trên tấm lệnh bài này có khắc một cái đầu lâu đen nhánh ngọn quỷ hỏa màu đỏ đang hừng hực thiêu đốt trong hốc mắt của cái đầu lâu kia không ngừng tản ra một luồng khí tức thần bí lý thủy đạo ngẩng đầu ánh mắt dừng lại trên tấm lệnh bài trong tay hạ nhược tuyết tò mò hỏi cái này chẳng lẽ là hạ nhược tuyết mỉm cười giải thích vật này chính là chiêu nghi lệnh có được nó nghĩa là thiên trì phường đã trở thành gia tộc tu tiên phụ thuộc của diệu âm cát rồi chúng ta có thể đề cử môn nhân đệ tử của thiên trì phường đi đến diệu âm các hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy công huân đồng thời bọn họ cũng có thể học tập diệu pháp truyền thừa của diệu âm các chưa hết chúng ta còn có thể hưởng chung tin tức của ám môn cũng thuận tiện nghe ngóng bất cứ một tin tình báo nào lý thủy đạo khẽ nhướng mày rồi hài lòng gật gật đầu rất tốt nhưng chúng ta không nên đặt trọng điểm vào chuyện tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn nàng nên điều động một số nhân thủ đi tổ chức ám đường lấy hoạt động thu thập tình báo làm chủ nhớ kỹ bất cứ lúc nào cũng phải thu thập tình báo đừng lơ là đợi đến lúc cần mới nghĩ tới chuyện đi thu thập nàng phải biết rằng tình báo cũng là một loại tài nguyên thậm chí nó còn là một trong số những loại tài nguyên quan trọng nhất trong tu hành nàng có thể tìm cúc mục cẩm học tập phương pháp thu thập và quản lý tình báo được phu quân Hạ Nhược Tuyết trịnh trọng gật đầu đồng ý đây là sổ sách của bí khố. Hạ Nhược Tuyết lại đưa một sấp sổ sách thật dày cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhận lấy sấp sổ sách nọ, cẩn thận lật xem phần thu chi phía sau. Trên cuốn sổ này có ghi chép nội dung rửa linh thạch, có thể nói đây chính là thông tin cơ mật cao độ. Rửa linh thạch cũng tương tự như hành vi rửa tiền, Lý Thủy Đạo cẩn thận lật xem, sau khi đọc hồi lâu, mới hài lòng gật gật đầu, rất tốt, tiền lời của những thứ này không tệ ngày mai chúng ta tổ chức mạc hội, nàng thông báo để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi. Hạ Nhược Tuyết cực gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Một lát sau, Chu Hồng Linh cầm sổ sách trong tay đến báo cáo. Sắp sổ sách này ghi lại tình huống thu chi bình thường của Thiên Trì Phường trong 3 tháng qua, không liên quan đến chuyện rửa quặng. Lý Thủy Đạo cẩn thận lật xem nội dung bên trong, có lỗ vốn, nhưng không lỗ quá nhiều. Ngay từ khi bước vào, trên mặt Chu Hồng Linh đã có chút lo lắng, hóa ra là vì chuyện này lý thủy đạo cười nhạt một tiếng sau đó dịu giọng an ủi không cần phải lo có chút lỗ vốn cũng là tình huống hoàn toàn hợp lý hợp tình mà dù vậy ta vẫn lo lắng nếu tình trạng thu không đủ chi cứ tiếp tục kéo dài chỉ sợ phường thị này cũng không thể mở cửa được nữa phải giảm bớt một chút lương tháng hoặc là giảm bớt khoản chi tiêu cho lợi tức những thứ này không thể giảm bớt được lý thủy đạo lộ vẻ mặt nghiêm túc nói nhưng cứ để tình trạng thu không đủ chi này kéo dài phường thị khó có thể tiếp tục duy trì được nàng yên tâm phường thị có nguồn thu nhập khác việc này nàng không cần phải lo lắng nhưng đương nhiên nàng chỉ cần biết như vậy là được tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài lý thủy đạo miễn cười giải thích tới lúc này chu hồng linh mới nín khóc miễn cười hồng linh trong khoảng thời gian này nàng cũng vất vả rồi lý thủy đạo kéo chu hồng linh đến bên cạnh vươn tay tới nhẹ nhàng vuốt ve nàng bầu không khí trong thư phòng dần trở nên thân thiết hơn hai người bắt đầu chia sẻ về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống và sở thích với nhau tới cuối cùng mọi âm thanh đều biến mất bọn họ dùng phương thức trực tiếp nhất đơn giản nhất để chuyển đến nhau sự ủng hộ và tình yêu thương một loại trao đổi không tiếng động nhưng đầy sâu sắc và đi thẳng đến tâm can ma sát nhai một mình lý thủy đạo phi độn đến tận nơi này Tu sĩ thủ vệ biết Lý Thủy Đạo, nên không ngăn cản, để mặc cho hắn phi độn đến một gian lầu trúc quen thuộc. Lầu trúc nọ cực kỳ thanh tịnh, xinh đẹp, lẳng lặng đứng sừng sững trong núi, được một mảnh rừng cây màu xanh biếc và hư không màu lam nhạt cùng những đám mây trắng vờn quanh. Gió nhẹ thổi qua, lá trúc truyền đến tiếng xào xạc, mang đến cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh bình hòa. Lý Thủy Đạo bước lên trúc lâu, trước mắt chợt xuất hiện một nữ tử mặt cung trang dung mạo tuyệt mỹ. Đinh Ngọc Phượng mặc một bộ váy dài hoa lệ, tà váy nhẹ nhàng tung bay, da thịt trắng nõn như ngọc, giữa đôi lông mày để lộ ra một tia hòa nhã và trí tuệ. Mái tóc dài của nàng như thác nước buông xuống ngang hông, phần đuôi tóc nhẹ nhàng uốn cong lại, tinh tế bay trong gió. Trong lòng Lý Thủy Đạo chợt dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc, hắn không nhịn được khẽ thì thào tự nói, "Ngọc Phượng, đã lâu không gặp." Trong mắt Đinh Ngọc Phượng lóe lên một tia sáng nhu hòa. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn người vừa tới, khóe môi cong lên khe khẽ mỉm cười hai người nhìn nhau trong ánh mắt để lộ ra một loại cảm giác quyến luyến và yêu thương sâu sắc lý thủy đạo đến gần đinh ngọc phượng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng dịu dàng nói ngọc phượng ta biết lần này quá hung hiểm may nhờ có ngươi nếu không có ngươi ta muốn ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy đinh ngọc phượng dịu dàng nhìn chăm chú vào lý thủy đạo nhẹ giọng đáp lại ngươi là kỳ tài của bổn môn Bị nhốt vào cấm bế lao ngục trong thâm uyên cũng là một loại tổn thất của cả tông môn. Lý Thủy Đạo đến gần Đinh Ngọc Phượng, lòng đầy thành ý nói: "Đinh cô nương, ta nguyện dùng trọng lễ để bày tỏ lòng biết ơn của mình." Đinh Ngọc Phượng nghe vậy, chỉ mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta không cần trọng lễ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an vô sự." Lý Thủy Đạo cảm nhận được thiện ý của Đinh Ngọc Phượng, trong lòng càng thêm cảm động. Hắn kéo tay Đinh Ngọc Phượng tới, dịu dàng nói: Ngọc Phượng, ta biết tâm ý của nàng." Đinh Ngọc Phượng ngượng ngùng quay đầu lại, không dám nhìn vào mắt Lý Thủy Đạo. "Lễ vật lần này, chắc chắn nàng sẽ thích." Chỉ thấy Lý Thủy Đạo lấy từ trong ngực ra một tấm khăn lụa mềm mại, nhẹ nhàng bịt lên đôi mắt của Đinh Ngọc Phượng, dần dần ngăn cách thế giới của nàng. Đinh Ngọc Phượng rất phối hợp, để mặc cho Lý Thủy Đạo che mắt nàng lại, chỉ lặng lặng chờ đợi bước tiếp theo của hắn. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được một ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của mình xúc cảm giống như một cơn gió xuân thổi qua cánh hoa mềm mại làm trong lòng nàng không khỏi nhộn nhạo rung rinh và đương nhiên lý thủy đạo cũng không dừng lại ở đây trên chiếc giường trong chút lâu đinh ngọc phượng ghé vào lồng ngực lý thủy đạo thân thể mềm mại như được làm từ nước thông tin tù nhân tích lũy đủ một vạn công huân là có thể rời khỏi cấm bế lao ngục chỉ là một âm mưu đột nhiên cánh môi đỏ của đinh ngọc phượng khẽ mở tiết lộ một tin tức kinh người. Trong lòng Lý Thủy Đạo khẽ động, hắn lập tức dò hỏi, ý của nàng là, kể cả khi những tù binh kia đã tích lũy được một vạn công huân, bọn họ cũng không thể rời khỏi Cấm Bế Lao Ngục, nếu những kẻ tù tội kia tích lũy đủ công huân, bọn họ sẽ được cho ra ngoài, nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, thứ chờ đợi bọn họ chính là cái chết, muốn tự do, đó là điều không tưởng. Đinh Ngọc Phượng giải thích. Dù nghe xong câu này, trong lòng Lý Thủy Đạo cũng có chút khiếp sợ, nhưng có lẽ, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Tin tưởng vào những kẻ chế định ra quy tắc tuyệt đối là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Khó trách, trong động đá vôi của Vân Vô Song có nhiều ưu tịch thảo như vậy, nhưng ông ấy hoàn toàn không định nộp chúng lên trên, ngay cả hứa kiếm hùng, dưới tay gã có nhiều huynh đệ như vậy, nhưng cũng chưa từng có ý định đi nộp tài nguyên, Vân Vô Song vốn là đệ tử của đại gia tộc trong Vân Mãn Kiếm Phái, đương nhiên sẽ hiểu rất rõ về thủ đoạn của những đại gia tộc kia chàng có thể rời đi toàn bộ đều dựa vào kết quả thỏa hiệp giữa bốn đại gia tộc chúng ta nếu không vĩnh viễn chàng cũng không thể ra ngoài được đinh ngọc phượng giải thích lý thủy đạo lại một lần nữa ôm chặt lấy đinh ngọc phượng nói phượng nhi nếu không có nàng tương trợ sợ rằng ta vẫn bị vây ở nơi đó đinh ngọc phượng nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười nói chàng và ta đã là phu thê rồi trong tương lai, sớm muộn gì chàng cũng đến ở rễ đinh gia thôi, đến khi đó, rất nhiều bí mật ta đều sẽ nói cho chàng biết, thật ra, ai mới chân chính là kẻ giết chết ma thiên cương kia, trong lòng ma gia đều biết cả, Đinh Ngọc Phượng tiếp tục nói. Ánh mắt Lý Thủy Đạo lóe sáng, lập tức hỏi, là ai giết, ánh mắt Đinh Ngọc Phượng trở nên âm trầm nói, ngoại trừ Lam Gia, còn có thể là ai đây, Lý Thủy Đạo thoáng suy tư một lát mới nói, ngày đó, ta đại chiến với ma thiên cương, không hề bị ảnh hưởng bởi huyết độc của hắn là vì hai năm trước lam hoa ảnh từng đưa cho ta một cuốn đạo thư đặc thù tên là huyết độc ma thư sau khi ta nghiên cứu quyển sách này đã phối chế ra giải dược huyết độc lúc ấy mới có thể dễ dàng chiến thắng được ma thiên cương nếu không tuyệt đối không thể ép hắn dùng đến vạn độc xuyên tâm quả nhiên là con tiện nhân lam hoa ảnh kia đây nhất định là một hồi liên hoàn kế bọn họ thiết kế để chàng sớm quyết chiến với ma thiên cương khiến cho hắn thi triển vạn độc xuyên tâm làm thân thể suy yếu sau đó lại tìm người tới xử lý hắn trực tiếp loại bỏ một thiên tài của ma gia năm đó chính lam hoa ảnh này đã làm hỏng chuyện tốt của chúng ta nói không chừng chuyện tìm tổ chức sát thủ tới ám sát ta cũng là con tiện nhân này đang dở trò quỷ ánh mắt đinh ngọc phượng càng thêm âm trầm nói các nàng muốn đối phó với lam hoa ảnh Lý Thủy Đạo dò hỏi. Đinh Ngọc Phượng thở dài một hơi nói, bây giờ không phải lúc ba đại gia tộc chúng ta vẫn chưa đoàn kết, không thể bệnh thành một sợi dây thường được. Hơn nữa, tuy Lam gia kia chuyên dùng thủ đoạn âm u bị ổi sau lưng, nhưng bề ngoài bọn họ lại biết cách lôi kéo người, hiện tại chúng ta chỉ có thể phòng thủ. Thì ra là thế, Đinh Ngọc Phượng dịu dàng như nước ôm lấy Lý Thủy Đạo, như muốn hòa mình vào trong thân thể của hắn. Nàng ôm chặt lấy hắn, tiếp tục nói, ma thiên cương bị Lam Gia hại chết, ma gia không nắm được chứng cớ, không làm gì được Lam Gia, chỉ có thể bắt chàng, chấp pháp đường không có chứng cứ trực tiếp chứng minh chàng đã giết chết ma thiên cương, theo như quy củ, chàng không nên bị nhốt vào cấm bế lao ngục, nhưng rõ ràng là thiên trì phường của bên chàng rất gần với Lam Gia, mà trong tay chàng lại có, lãnh nguyệt kiếm quyết, xuất thần nhập hóa, trong tương lai ít nhất cũng là một hạt giống của thiên bản nếu nhân cơ hội này tiêu diệt được chàng, chẳng những Lam gia bên kia bị tổn thất mà Ma gia bên này cũng coi như rút được một mụn quán khí. Cũng may Lam gia vẫn luôn bảo vệ chàng, nếu không, chàng đã sớm bị tam gia cao thủ sư hồn luyện phách tìm kiếm chân tướng rồi. Một thời gian sau, ta nhận được tin chàng đang bị giam giữ, mới tự mình đi nghe ngóng. Sau lần gặp chàng trong ngục, ta lại đi tìm Ma gia trưởng lão, nói cho bọn họ biết, chàng là người có thể tranh thủ được, có thể trở thành nội ứng của chúng ta để đối phó với Lam gia lúc này mới đã động được tâm tư của trưởng lão ma gia sau đó trưởng lão ma gia cũng thuận tay để thuyền đồng ý với điều kiện của lam gia cuối cùng chàng đã được thả ra đó về phần động thiện quý kia ai cũng biết hắn là kẻ gánh tội thay chết hay sống cũng chẳng liên quan gì đinh ngọc phượng nhẹ giọng kể cho lý thủy đạo nghe mọi chuyện mình biết thủy đạo chàng có nguyện ý trợ giúp chúng ta hay không nàng lại chân thành hỏi Lý Thủy Đạo có chút sửng sốt khi nghe câu hỏi này, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn đã trở nên kiên định, dứt khoát cực đầu nói, Phượng Nhi, đương nhiên là ta nguyện ý giúp nàng rồi. Đinh Ngọc Phượng lộ vẻ mặt vui mừng nói, chàng thật tốt, không ngủn công ta trao thân cho chàng. Sau đó, Đinh Ngọc Phượng còn nói thêm, chàng đã là gián điệp của Đinh Gia chúng ta, thì ta không thể cho chàng ở rễ Đinh Gia được. Làm như vậy, Lam Gia bên kia sẽ xa lánh Lý Gia của chàng. Bởi vậy, mối quan hệ này của chúng ta chỉ có thể tiến hành trong âm thầm ta không thể cho chàng danh phận chàng sẽ không trách ta chứ lý thủy đạo sẽ không hắn kiên định nói đinh ngọc phượng nhẹ nhàng cười nói chàng yên tâm tuy quan hệ giữa chúng ta không thể công khai được nhưng ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ chàng bất kể chuyện gì có xảy ra ba ngày này lý thủy đạo một mực ở lại bên trong chút lâu của đinh ngọc phượng khoảng thời gian ấy hai người bọn họ đã trao đổi cực kỳ sâu sắc từ trong miệng đinh ngọc phượng lý thủy đạo đã biết được rất nhiều chuyện bí mật mà chỉ những tu sĩ của bốn đại gia tộc mới có thể biết tới ngũ độc môn có tổng cộng là năm vị vô tướng chân quân có tu vi đạt tới tứ giai vô tướng chân quân của ngũ độc môn đều có đủ cả ngũ độc nói dễ hiểu hơn là bên trong hư cảnh của mỗi người đều có năm loại đồng tham với thuộc tính bất đồng trong đó lam gia có hai vị ba đại thế gia đinh tần ma mỗi nhà có một vị bởi vậy thực lực của lam gia mới đứng đầu mà ba đại thế gia đinh tần ma cộng lại hoàn toàn có thể vượt qua lam gia trên phương diện chiến lược tầng trung tam giai tu sĩ nạp hư cảnh hoàn toàn bị bốn đại gia tộc lũng đoạn nói cách khác tất cả những tam giai tu sĩ của ngũ độc môn đều là người của bốn đại gia tộc dù đối phương không phải tộc nhân của lam đinh tần ma thì cũng ở rễ tại bốn đại gia tộc này Xảy ra trường hợp này bởi vì chỉ tu sĩ ngũ độc môn có bối cảnh của bốn đại gia tộc mới đủ tư cách đi quan sát ngũ độc thánh điển, còn tu sĩ của tiểu gia tộc dù đạt được nhiều công huân hơn nữa cũng vô dụng. Mà tác dụng của ngũ độc thánh điển chỉ có một, đó là trợ giúp hư cảnh của tam giai tu sĩ dung nhập được càng nhiều ngũ độc đồng tham hơn. Lúc trước, khi Lý Thủy Đạo thăng cấp lên nhị giai, thế giới như mộng như ảo mà hắn từng nhìn thấy kia chính là hư cảnh khi tu sĩ tấn cấp lên tam giai hư cảnh sẽ hóa thành một cái tu di giới tử có thể nhét vào trong cơ thể người nên mới được gọi là nạp hư cảnh bởi vậy mà hư cảnh hiển hóa thành chân thật chính là đặc điểm nhận dạng của nạp hư cảnh không cần biết đồng tham của tu sĩ lớn đến mức nào chỉ cần tu luyện đến nạp hư cảnh đều có thể mang chúng theo bên người thậm chí bọn họ còn có thể dùng hư cảnh để mang theo một ít vật tư khác nữa thần bí vô cùng, nếu tu sĩ ngũ độc môn tấn cấp đến tam giai, không quan sát, ngũ độc thánh điển, để nhận được càng nhiều ngũ hành đồng tham hơn, tốc độ tu hành của bọn họ sẽ chậm lại, đồng thời cũng rất khó tấn cấp đến vô tướng chân quân. Nếu trong tiểu gia tộc khác sinh ra tam giai tu sĩ, thì trước khi tấn cấp, bốn đại gia tộc đều sẽ đến mời đối phương tới ở rễ nhà mình. Nếu bọn họ không có ý định nương tựa vào bất cứ một thế lực nào, đương nhiên sẽ bị cả bốn đại gia tộc cùng liên hợp chỉ mũi dùi vào nhẹ thì sinh tử đạo tiêu nặng thì nhà tan cửa nát xét cho cùng đối với toàn bộ ngũ độc môn một vị tam giai tu sĩ không thể khống chế được cũng tương đương với một hồi tai họa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha